Ôi, thật là vui vẻ quá đi. Một buổi sáng thật là vui vẻ. Chủ quán, cho một ly cà phê, ít cà phê. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Chàng treo mới Sài Gòn về hả fan? Mấy anh chị qua bàn bên kia ngồi đi, đây bàn của tôi mà. Đấy, ngồi đông như vậy mới vui. Làm vài ván không anh chuột? Đánh này luôn hả? Tết nhất tới nơi rồi. Ba ngày Tết, bốn ngày xuân làm dài dáng cho con đó đồng da đồng vô. Trời chơi anh ơi. Công an bắt làm sao? Thôi, công an không xuống mấy cái vùng khỉ ho cò gái này đâu. Cứ thoải mái đi. Nhỏ nhỏ nhỏ. Tôi không có tiền. Dán trăm được rồi nha. Xem linh linh, xem linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh, dẫu có xu. Nè, 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 vô hội gì đâu. Ai kêu rồi? Đi nè. Đối tượng mới nè. Rồi ơi. Chào con. Chào con. Để con, xoáy con. Cô vô hội thần linh với mấy bà không? Ừ, vô không? Hỏi gì vậy? Hỏi gì cô? Hỏi thần linh. Hỏi thần linh. Chi con? Thần linh phù hộ chúng sinh. Có phù hộ được chính lúc không con? Tầm bà. Thần linh mà phù hộ bài bạc. Phù hộ cho trường sanh bất lão. Đúng rồi, mà cho nhiều tiền lắm đó. Vậy là ổng là thần tài ha. Nói bậy nữa bà. Cái hội này không có xài thần tài, không có thờ thần tài, chỉ có thờ thần linh thôi. Ừ, thần linh. Đừng bán bổ thần linh nghe không? Ừ. Nói bậy bà. Đi chỗ khác đi. Đang đánh bài đi chỗ khác đi. Thôi đi. Bán bổ thần linh. Mới vô là hai nút rồi. Hai nút đáng chịu. Hai nút đáng chịu. Ai kêu kêu nghe rồi lại thần linh chứ. Kinh nghiệm vô thôi làm gì dữ hả? Trời ơi. Chưa tiếp đi. Xui xẻo. Công bố mới. Ồ dễ thương. Ai có con từ đâu tới? Dạ con từ thành phố tới. Vô hội đi. Dạ hỏi gì? Hội thần linh. Hội thần linh. Linh lắm. Dạ tụi con không vô đâu. À, tụi con xuống đây tìm người. Tìm người. Dạ. Tìm ai? Mấy thím cho con hỏi có thấy hai anh em mà xách cái vali mà vô làng này không? Hai người hả? Đi đâu vậy? Dạ có. Đâu đâu? Đây là đó. Ủa cái này cậu bị biến thái hả? Nói chuyện rõ ràng coi. Cái gì vậy? Hả? Đụng người ta không xin lỗi hả? Mẹ! Cái gì vậy? Vợ đi vợ. Trời ơi! Tao gả con gái tao cho mày hồi nào mà mày kêu bằng chồng vợ vậy? Trời ơi! Rồi con xin lỗi cho con gái tao một thằng ngon lành lắm, không phải mày đâu. Trời ơi! Để lên! Bắn nó lại! Bắn nó lại! Đôi trai gái này yêu nhau nhưng mà bị bà mẹ ngăn cản, đúng là cuộc tình trái ngang mà. Đúng rồi đại ca, anh chưa có vợ đó anh không có biết chung luôn. Đúng rồi, người bình thường giống như anh làm sao mà hiểu được chuyện tình cảm của nhân gian. Tuổi gì đi tìm tiếp đi. Nay em làm gì vậy? Mặt mày thế ghê vậy? Nói chuyện không dám nhìn luôn á. Quá trang chị đã trốn hẳn giang hồ đó kìa. Làm sao? Thì hai tên giang hồ nó đang truy đuổi tụi em đó. Về tới đây. Ừ. Chết rồi, giờ sao? Về báo lại cho nước đi. Nè nè nè. Ôm chặt vô bé. Ê, lỡ vô ôm tôi hả? Giờ có ôm không? Trời đất ơi, tự nhiên nắm tay người ta biến thái hay gì vậy? Cô nói ai biến thái? Mấy thằng kia mới biến thái nha. Tôi mà không kéo cô là nó làm cái gì cô là tôi không biết đâu nha. À, mấy cái này tôi biết trong ngôn tình rồi. Anh tính cua tôi chứ gì? Biến sao cua cô vậy? Chứ làm sao? Tôi cũng là gu của trai làng ở đây đó. Cô không phải gu tôi nha. Chứ gu anh là cái gì? Gu tôi lạ lắm. Anh gì ơi, anh có nhà không? Có mà nhà mướn. Vậy anh có xe bốn bánh không?
Có mà có hai bánh à. Anh làm giám đốc đúng không? Giám đốc kêu tôi gì tôi làm đấy. Không nhẽ thần linh gửi lộn người cho mình. Vậy anh ở đây làm gì? Thì tôi cứu cô. Thôi đi. Anh làm gì vậy? Cô có sao không? Anh có vòng vòng vậy mới mệt á, buông tôi ra chóng mặt quá. Con gái người ta, con làm cái gì? Làm cái gì con tao? Làm cái gì? Con có làm gì đâu. Không làm gì con Trinh sao nó té? Không làm gì sao nó hốt khoảng mặt xanh lè vậy? Hả? Trinh còn nguyên kìa. Con nguyên gì là không có Trinh nữa. Con còn Trinh nè ngoại, Trinh còn với ngoại nè. Không sao vậy? Không sao thì đi, đi. Đi đi. Đi đi. Bộ vậy, sợ gì sao mày? Nó vàng quá vậy. Đàn ông bây giờ nói vậy á, đàn ông thiệt á, nguy hiểm dữ lắm. Quay lại kìa. Đi đâu đây? Đi đâu đây nữa đây? Con về đường này. Trời đất ơi, đi cùng lộn. Đàn ông thiệt á, có ngày nó làm cho con bị mất mất Trinh chứ không dẫn chơi đâu rồi nè con. Ôi chị cứ nói vậy không tôi hết hồn. Ui thiệt á, ngộ quá vậy ta. Sấm dương nghịch đảo, con cầu giàu ra nghèo, con cầu nghèo ra giàu. Sao con cầu giám đốc mà ra thất nghiệp? Sao kỳ quá vậy ngoại? Thôi đi về lẹ lên đi. Không làm lễ nhận thành viên chính thức nữa. Rồi đi lẹ lên. Đi về mà. Đi đâu vậy? Trời ơi, thiệt tình luôn không chịu nghe. Em, anh thấy giường này căng quá à, giờ tính sao đây? Em gọi cho anh quá trời cũng không được vậy nè. Trời ơi, hay là bây giờ mình chia nhau ra đi tìm đi, cho nhanh. Đúng rồi, anh em phải tách ra đi tìm ảnh mới được. Đi. Đi lại. Cái gì lớn tiếng vậy chú? Ok kìa. Con mời chú ngồi. Nhà... Làm gì không có ngồi? Nhà con mà đuổi con quá vậy? Chú còn kiếm mẹ con hả? Tôi tìm con này nè. Dạ tìm con hả? Có chuyện gì không chú? Có việc tôi mới tìm, không có việc buộc khùng sao tôi tìm con. Dạ, có chuyện không gì vậy? Không phải con. Xuất trình giấy tờ. Giấy tờ đâu? Dạ đây rồi. Giỡn mặt với tôi. Sao đưa tôi giấy chậm mặt? Trời ơi, đàn ông mà chậm mặt phấn không? Phấn của nó, mày đổ thừa tao. Trời ơi, không tin luôn á. Đi làm mà cũng mất cấp nữa. Mày điên hơn mày đàn đàn ông người đi. Mày tin gì? Trời ơi, làm gì? Quang Châu ơi, đứng đây. Tao đập một cái rồi biết cái cây này nó dẻo lắm. Tao đập hai đứa lại ao nét với tao đó. Chúng mày giỡn với tao. Đừng có nhấp cái cây đó, nhạy cảm lắm chú. Xuất định với tao, mau lên. Con thấy tình hình căng quá rồi, để con kêu mẹ con ra cho nó dịu lại. Mẹ ơi, mẹ. Gì con? Có ai kiếm mẹ nè. Ủa, anh Công. Dạ Phượng. Chuyện gì vậy anh? Kêu hai đứa nó xuất trình giấy tờ, tại sao mà vô đây không có giấy tờ? Nó đưa cái giấy này cho mặt, mày tức không? Trời ơi, tự nhiên sao con đưa cái giấy này? Giấy tờ con đâu rồi? Bị liệu đưa cái tiền. Dạ, vậy Phượng, con với lại anh Lâm đi gấp. Sau một hồi nữa về tụi con xuất trình giấy tờ cho chú nha. Rồi, đợi, đợi, đi. Hả? Cái gì? Cho tụi nó đi. Đứng ra. Dạ. Nó nghe nè, em mới nấu nồi chè đậu xanh nước vừa đường cát luôn á, dễ sợ luôn á. Anh Công, ở lại ăn thử nha. Ăn xong kia mình uống nước trà, kia mình nói chuyện luôn ha. Em đang cần người tâm sự nè. Đi con. Dạ. Đi con. Không, con bận con ở lại con kiếm giấy tờ để xuất trình. Con nó nghe nè. Hả? Chắc con có việc gì gấp lắm, con hay đi hai đứa đi con. Hả? Bữa nay mày bận giùm tao đi. Biết gì chơi nha. Bận giùm tao. Đi đâu vậy? Đi ăn chè. Chè chưa có nấu. Sao nãy nói ở lại đâu chè? Ở lại uống trà. Cái mình tâm sự luôn hen. À,
trà chưa có nấu. Đi, hai đứa mình vô nấu trà. Ha, đi vô. Ngồi đó đi. Ngồi nói chuyện không cũng được hen. Hai đứa kia đứng lại. Vậy giờ xin lỗi đi. Ê, đâu phải xin lỗi là được. Đánh chiếc cổ trọng cả. Chú đây. Chú mình giang hồ để cho hắn ra đi. Xin lỗi mày. Đi. Sen linh linh, sen linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh, dẫu có giới sinh vẫn đẹp lung linh. Sen linh linh, sen linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh, dẫu có dưới sinh vẫn đẹp lung linh. Sen linh linh, sen linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh. Sen linh linh, dẫu có dưới sinh vẫn đẹp lung linh. Anh, ai cũng cầm lá sen, sao có hai người kia cầm lá sa kê vậy? Hả? Hả? Ghê quá. Ủa đeo, ủa đeo. Sen linh linh, sen linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh, dẫu có dưới sinh vẫn luôn lung linh. Sen linh linh, sen linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh, dẫu có dưới sình vẫn luôn lung linh. Sen linh linh, sen linh linh. Mật khẩu. Vô tiếp. Mày múc gã ra đi rồi nói kìa chưa. Vô đi. Nữa. Tiếp. Ok. Yes. Nói rồi không ai nghe. Nói lại. Vô. Ai là đúng không? Tiếp. Ai là đúng không? Vô. Tiếp. Ủa hồi nãy mấy đứa nó nói cái gì vậy tao không nghe. Em biết em chết liền luôn á. Anh hai nói đại đi. Đại sao được. Phải có mật khẩu chứ. Thì bây giờ em đâu biết mật khẩu đâu. Nói đại đi. Sao nói đại được. Lẹ lên. Anh đọc đại đi. Biết chết liền rồi đó. Biết chết liền. Cái gì? Dạ. Wi-Fi nhà ai người đã xài. Wi-Fi nhà ai nó xài. Hồi nãy thấy hung đại đi. Đúng rồi, lẹ lên. Hung đại đi. Trời ơi, nó kìa. Này, hung đại đi là hung má đại đi á. Hung má đại đi. Điên hả?
Ý em nói là anh hung đại vô má bà đi á. Mày điên hả? Mày nghĩ sao vậy? Thôi tao đi ra ngoài, mày lên mày hung đi. Anh đi đi, mày nói đứt ngoài kia kìa. Bọn muốn chết hả? Lẹ lên. Nói. Này, khoan. Thằng kia, ra đây. Mày ối hả mày? Đi ra đây, đi ra. Ối hả? Tưởng là tao mê trai hả? Ối hả? Tôi chưa kịp ối nữa. Ối đi, đứng đây ối đi. Biết. Em núp vô rồi. Cho tụi em vô trọng đi. Em có người quen. Ừ. Em có người quen. Quen ai? Dạ. Cái chị áo hồng á. Cô Hồng nè. Đó, Hồng nào. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Cô Hồng ơi. Đứng em. Ủa? Chào em, chào em. Có quen. Cho anh với bé này vô. Có quen. Chị. Mới gặp nãy á. Có quen không? Có. Có quen, có quen. Thân. Thân mặt. Có không? Dạ. Dạ mới quen. Dạ có quen. Có đó. Có. Lần sau á, nhớ đọc mật khẩu cho người ta nghe chưa? Dạ. Vô đi. Lòn xuống. Cái tội chưa đọc mật khẩu á, muốn ối đó. Đâu rồi? Hả? Người quen luôn. Quen em, quen em. Bà quen con, em. Bà con. Vô đi. Ui, vô. Bé này xinh quá à. Cửa sao vô? Em thấy á là mọi người phải hung cái thằng đó mới cho vô đó. Phải hung mới được vô hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái thằng đó thấy ghê vậy, ai dám hung? Em hung đi. Cái gì vậy anh? Anh đã nói thằng đó thấy ghê rồi. Anh kêu em hung nữa, ám ảnh chết em luôn á. Không, em hung đi. Thôi. Xem xăm cho công bằng. Vậy đi cho công bằng. Cảm ơn trời đã nghe lòng con. Đi. Anybody home? Everybody here? Good. Ha. No, it is a zoo. Đây không phải là sở thú. Mật khẩu. Biến thái hả? Chừng đó. Tempo. Sáng lên lên nói sáng lên lên. Sáng lên lên nói sáng lên lên. Về phù hộ cho các chúng sanh. Về phù hộ cho các chúng sanh. Các chúng sanh hết bệnh linh tinh. Các chúng sanh hết bệnh linh tinh. Hết bệnh rồi đừng có đi linh tinh. Hết bệnh rồi đừng có đi linh tinh. Đi linh tinh rồi cái đạp trung đinh. Đi linh tinh rồi cái đạp trung đinh. Đạp trung đinh rồi cái té xuống sinh. Đạp trung đinh rồi cái té xuống sình lầy. Té xuống sình nhưng vẫn đẹp lung linh. Té xuống sình nhưng vẫn đẹp lung linh. Sèn linh linh nồi sèn linh 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 linh. Thăng 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 thăng. Chang 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 ch
rồi hội viên mới ra mắt. Quỳ xuống con. Con tên gì? Tembo. Dạ, con tên là bé Mộng Trinh. Tính con thích đọc ngôn tình dễ thương, cầu cho thần thánh bốn phương năm sau con được bái đường thành thân. Đà con. Có con thưa thầy. Mang quà của thần linh ra đây. Đây, lấy. Ủa, còn cái củ kia đâu? Sáng giao chưa kịp. Lấy ra, lấy cái củ ra. Còn con củ kia đó. Lấy ra đi. Chờ chút, chờ chút đi. Củ này của tao. Thì con nói rồi, còn con củ thôi, sáng nó giao chưa kịp. Củ này nó nuốt luôn tao mất giống luôn cách. Xin lỗi hội viên mới Mộng Trinh. Cái củ của con thần linh chưa có gửi kịp, nhưng mà một hồi shipper sẽ ship qua nhà con. Ủa anh hai, rồi ai trả tiền ship? Chắc nhỏ nó trả cho người ta chứ không lẽ ông trả sao thầy? Con nhớ cái củ đó mỗi ngày sắc ra hai lát, pha với nước tinh khiết uống vô để tẩy trùng làm tinh khiết cơ thể. Như vậy thì con sẽ được gần gũi với thần linh, thần linh mới phù hộ cho con, nghe hiểu không? Dạ. Ok. Dạ hiểu. Yeah. Bây giờ con tạ ơn thần linh đi. Dạ. Con tạ ơn thần linh. Chuyện gì vậy? Điều gì vậy thầy? Có điểm xấu. Có điểm xấu thầy, sao phải thầy? Sao thầy? Con có bao giờ điểm xấu hả thầy? Không phải nó. Chứ ai thầy? Sao thầy? Tí sủ dần mèo tình tiêu ở mười thân dầu tức khởi đông tây nam bắc. Điểm xấu đang ở trong cái phòng này. Trời ơi, điểm xấu ngay phòng này. Trời ơi, điểm xấu gì thầy? Không ai nói lần á. Xấu sao thầy? Trong phòng này xuất hiện hai âm binh. Âm binh? Ai là âm binh? Binh đâu? Âm binh đang ngồi ở đây. Hả? Ai vậy? Ai là âm binh? Ai là âm binh vậy? Anh là ai? Ai vậy? Ai âm binh đó là... Là ai vậy thầy? Là ai thầy? Ôi con! Đó là... Hai đứa! Xuất hiện, thầy ơi cứu đệ! Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, không mở cửa hả? Tôi kêu thợ ổ khóa nói à? Ủa ngoài cổng có chuyện gì? Ủa ngoài kia chuyện gì? Thầy hay quá, thầy hay quá, thầy hay quá, hay quá, hai thằng kia đó là bên ngoài cửa, ngoài cổng á, hai thằng ở bên thầy, hai thằng lượt ngoài cổng, ngoài cổng, họ không có trong phòng, ở ngoài cổng. Trời ơi, hay quá. Sao giờ thầy? Nó quá. Sao thầy nó phá? Giờ sao thầy? Bây giờ sao thầy? Bây giờ
Sao này? Mọi người. Dạ. Dạ. Tiến ra ngoài. Cửa. Tiêu diệt âm binh. Tiêu diệt âm binh. Lấy vũ khí đi. Lấy vũ khí đi. Đây, đây, đây. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Bà kêu âm binh nào ra kìa anh? Vô coi là biết liền chứ gì. Dạ. Thấy cái gì mà ngọng luôn vậy? Một đám. Thì hồi nãy một đám đi vô, giờ đám đi ra là đúng rồi, có gì đâu ngọng. Đám này nó không có cầm sen. Chứ cầm gì? Anh coi đi. Thằng này nhờ như đó chuyện cũng không xong. Tiêu diệt ông quân thôi. Không rồi. Áo này nó cầm cây nè, chắc chắn cầm ra là dí vậy. Ê, hai đứa kia, hai người trà trộn vô đây đang âm mưu phá hoại đúng không? À, dạ thưa thầy, không phải đâu ạ. Hai anh em tụi con á là vô trong đây là thật lòng muốn gia nhập hội thần linh của mình ạ. Vậy nữa? Ui da, đau em. Mày điên hả? Sao điên? Mà không thấy ông thầy này không tưng tưng hả? Với lại mấy người trong hội này khùng khùng không à? Không có gì linh tinh lắm nhảm. Mày vô đây không có ngày về luôn. Anh hai, em nhìn là em biết hội này tào lao rồi. Nhưng mà bây giờ tụi mình gia nhập vào đây, hai cái đứa kia nó đâu có vô đây được đâu. Mình trốn được ngày nào hay ngày đó chứ. Mà lỗi thay anh hết á. Đáng lẽ giờ này là mình phải ở nhà với mẹ tính kìa. Anh mà cứ như vậy hoài á là ra riêng mình còn chưa về quê được nữa. Mà chị chiết tôi hoài luôn á. Chị chiết như vậy mà anh còn không chịu thay đổi nữa. Hai người bàn xong chưa? Dạ xong. Hồi nãy giờ con thuyết phục anh của con á là vô trong hội được rất là nhiều cái lợi. Đó là được phúc nè, được lộc nè, rồi được thọ nữa. Cho nên hai anh em tụi con quyết định theo hội thần linh. Thần linh muôn năm, thần linh muôn năm. Nhà nhập hội. Anh thể hiện quyết tâm đi. Thần linh, thần linh, thần linh. Muốn vô hội hả? Dạ. Đâu có dễ. Dễ là sao? Không có dễ đâu. Không dễ. Không dễ là sao? Là rất khó. Là khó. Ê hai bây giờ lên với tao hả? Không dễ tức là khó rồi. Đúng không? Dạ đúng. Khó dễ là sao? Đại ca nói lớn làm em sợ. Dạ. Em nói nhỏ. Dạ. Là cái làng này nó kỳ lạ lắm. Vào thì dễ, ra thì khó. Dạ. Nhưng tao muốn hỏi cái cốt truyện đó là sao? Sao tụi như thế này? Đại ca nhìn em nè. Trước khi vô làng em giống như là một trái cà chua căng mọng của tuổi đôi mươi vậy đó. Giờ này đại ca thấy không? Te thì tua, bầm thì dập, banh thì chành rồi. Tụi bay nói thiệt phải không? Dạ thiệt. Cái làng này nó không có thuần phong mỹ tục gì vậy cả. Là sao? Gái trẻ thì nó bỏ theo trai, gái già thì đuôi đuôi theo trẻ. Còn trai trẻ thì bị khùng, còn trai già thì bị trẻ làm đôi. Cái kỳ á. Dạ. Cái vậy còn cộng thêm cái hội mê tín dị đoan nữa. Nó biến tụi em thành quỷ. Nó giá cố nó quýnh tụi em. Còn nhìn không ra luôn á. Em nghĩ tụi nó không có vô làng này đâu đại ca. Mà có vô á thì cũng không toàn mạng mà ra đâu. Nhưng mà hai tụi bay kiểm tra kỹ chưa? Dạ kỹ. Kỹ. Có nhiều đụng xoa lai. Cái mèn đét ơi nghe nè cô Úc, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc. Làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mèn đét ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến. Nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết 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 đến rồi đây một năm đã đi qua. Thấy 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 người ta đặt vé xe về nhà. Có những nhành mai đặt cho bông sắc màu.
hoa sữa tấp nập, cây lá ươm mầm, chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Chỉ muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời quay, dạ dạ thật là thương biết bao. Dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Dạ dạ về tôi. Giờ thì về nhà mau thôi. Về ăn cơm nhà nấu. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Không phải bon chen về cuộc sống u sầu. Giờ thì về nhà mau thôi. Về vòng tay gia đình. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ là lúc ta phải về nhà. Giờ thì về nhà mau thôi. Về quê ăn Tết thôi. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ là lúc ta phải về nhà.